Xin chào mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Lê Tiền miền Tây nha. Hôm nay mình sẽ nấu bún mắm mọi người ơi. Ở đây mình có bún và rau ghém, đây là bắp chuối nha mọi người, bắp chuối. Ở đây mình có chả lụa, mắm, mình có 200g mắm, 100g mắm cá linh và 100g mắm cá sặc nha mọi người. Và ở đây mình có 500g tôm mình đã làm sạch rồi, tôm xong nha. Và một con cá lóc gần 1kg á mọi người. Ở đây mình có cà và rau sống nè ha. Thì bún mắm thì mọi người thích ăn rau gì thì mọi người cứ sử dụng rau đó nha. Ở đây mình sử dụng quế, rau ôm. Và ở đây mình có 3 trái cà. Nấu bún mắm thì không thể thiếu cà ha mọi người. Và ở đây mình muốn chia sẻ cho mọi người đây. Mọi người có biết cái củ này là củ gì không? Đây người ta gọi là củ ngải bún nè mọi người. Khi mình nấu bún mắm á, mà mình có cái củ ngải bún này á, thì cái nồi bún mắm mình của mình nó sẽ ngon hơn nha. Nó sẽ ngon và nó sẽ đặc biệt hơn nha mọi người nha. Đây cũng là một cái bí quyết đó mọi người, bí quyết để nấu bún mắm đó. Những cái củ này của nó rất là ngon, rất là thơm nè mọi người. Thì ở đây mình sẽ chia làm hai phần nha. Phần nửa mình sẽ đem đi mình nướng, còn phần nửa mình sẽ đem đi mình đâm ra cho nó dập ra nha. Rồi mình sẽ để vào nước mình nấu nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ, cái công đoạn bây giờ là mình sẽ xắt có cái con cá này của mình ra nha. Bây giờ cái đầu nó mình sẽ để nguyên nha. Mình sẽ để nguyên cái đầu. Và mình sẽ lấy cái thịt của nó ra thôi. Nói chung bây giờ cái xương cá mình sẽ chặt ra. Mình sẽ chặt ra để mình nấu nước cho nó ngọt ha. Và cái cá này mình sẽ sắc thành từng miếng. Rồi, bây giờ sau khi xong rồi, mình sẽ đi nấu nha mọi người nha. Bây giờ sau khi mình nấu cái nồi nước mình nó đã sôi lên rồi nha. Mình sẽ để cá. Mình sẽ để cá lóc vào nha. Và tôm. Mình sẽ để hết cá và tôm vào mình luộc nha. Wow. Cái nồi bún mắm này á, nhà mình 4 người ăn tới chiều luôn mọi người ơi. Bữa nay không ăn cơm luôn. Rồi. Nửa muỗng bột ngọt. Để cho cái cá của mình á nó thấm gia vị nha mọi người. Ở đây mình bỏ vào đây viên đường phèn nha. Viên đường phèn. Và nửa muỗng muối hạt. Mình sẽ luộc cho cá và tôm của mình chín nha. Không đậy nắp, đậy cho nó hở. Nếu mà mình đậy nắp mà mình đậy kín gì nè mọi người, cái nước, cái nồi nước mình sẽ bị đục nha. Mình đậy hở như vậy đi là nồi nước của mình không bị đục nha. Củ ngải của mình này cả nhà, thì ở đây phân nửa là mình nướng nha. Mình nướng bằng lửa than nha. Còn phân nửa là mình đập cho nó dập ra. Bây giờ á, mình sẽ để hết vào trong một cái túi nha. Mình sẽ để hết vào trong một cái túi để mà mình bỏ vào nồi nước nha. Mình để vào nồi nước ngay lúc này luôn để cho tôm với mực cá của mình đó mọi người nó có cái mùi thơm của củ ngải này luôn nha. Rồi. Do mình không có ở chợ, mình không mua được cái dụng cụ mà để gia vị này nè mọi người. Khi nào mình có dịp mình đi Cần Thơ mình sẽ mua. Rồi bây giờ mình sẽ thả nó vào nha. Mình đựng bằng túi lưới đỡ thôi. Đây là xả ớt mình đã bằm nhuyễn và mình khử nha. Mình khử cho thơm. Mình sẽ khử cho nó vàng thơm lên để một hồi mình sẽ đổ vào trong nồi mắm của mình nha cả nhà nha. Tôm với cá của mình nó chín rồi cả nhà ơi. Mình sẽ vớt ra nha. Đây. Rất là ngon. Cá lóc trắng tươi rất là ngon ha mọi người ha. Và tôm thì rất là đỏ. Đây là mình mua tôm xong chứ mình không có mua tôm thẻ nha mọi người nha. Nó có mấy cái càng á mọi người, mình tiếp mình lấy mấy cái càng luôn. Thích ăn càng tôm lắm mọi người. À, vớt
tôm và cá ra rồi thì bây giờ mình sẽ để đổ mắm vào nha mọi người. Thì lúc nãy 200g mắm của mình á, mình đã để vào trong cái nồi này mình luộc nè. Thì bây giờ mình sẽ đổ qua cái nồi nước này của mình luôn ha, và mình sẽ lược xương của nó lại. Mắm là khi mình mua về mình nấu á, mà nó chỉ còn xương như vậy thì mắm mới ngon nha mọi người, thì mắm cũ mắm mới ngon nha. Còn nếu mình mua về mình luộc xong mà cái con mắm á, nó vẫn còn thịt á, nó vẫn còn thịt ở trong đây nè, nó không rã thịt ra thì đó là con mắm mới, nó sẽ không được ngon nha cả nhà. Và đây là mình có một mớ hành cộng xả, mình xin lỗi, xả cộng mình đã đập nhuyễn rồi, mình bỏ luôn vào đây nha. Bây giờ cái nồi nước dùng của mình nó đã ok rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ để cà vào nha. Cà thì tùy theo mọi người thích sắc nó như thế nào thì mọi người cứ sắc thôi, sắc vuông hay là sắc xéo như mình gì nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái chảo xả sấy này của mình vào đây luôn nha. Đó, khi có xả vào thì cái nồi mắm của mình nó sẽ hấp dẫn lên liền mọi người ơi, nó sẽ đẹp và nó sẽ rất là thơm. Rồi bây giờ mình chỉ cần nêm nếm cái nước, cái nồi nước mắm này, nồi nước này của mình lại cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình. Và 5 phút sau thì cà này sẽ chín. Vào trong tô nha. Bún không có cắt ra cả nhà ơi. Mình sẽ cho bún và rau, bắp chuối vào trong tô. Đây, đây là cái công đoạn mình làm cho bún của mình, và bún của mình nó nóng lên và rau của mình nó được héo nha mọi người. Đó, mình phải trụng khoảng 2 lần nước như vậy. Đây là những công đoạn không thể thiếu nha mọi người nha. Ở đây, tôm, cá. Ôi những miếng cá thật là ngon, thật là hấp dẫn mọi người ơi. Tôm và chả lụa. Đó, tô bún mắm của mình hôm nay đơn giản chỉ có 3 thứ thôi mọi người ơi. Không cần phải cầu kỳ nha, chỉ cần 3 thứ này thôi là ok rồi. Cà, rồi thế là xong rồi, mình sẽ bưng ra và ăn thôi mọi người ơi. Giờ mình đã nấu bún mắm cho mọi người xem rồi ha. Rồi bây giờ là tới cái công đoạn là mình sẽ thưởng thức bún mắm thôi. Mọi người cùng ăn với mình nha. Thì bún mắm này, mọi người thấy cái tô bún mắm của mình hấp dẫn không mọi người? Hồi sáng tới bây giờ á, mình lo mình làm nó mà mình không có ăn sáng luôn mọi người ơi. Đồ ăn sáng của mình vẫn còn y nguyên, mình không dám ăn sáng luôn mọi người ơi. Mọi người thấy thương chưa? Đó. À, nói chung á, thì rau để mà ăn với bún mắm thì tùy theo mọi người nha. Ai thích ăn rau gì thì ăn nha. Riêng mình thì mình thích ăn rau quế và rau ôm. Trời nó thơm mọi người ơi. Nói chung mà khi mà mình nấu bún mắm á, mà mình có để cái ngải bún vô á mọi người, cái mùi thơm của nó lạ lùng lắm mọi người. Nó thơm mà
nó quyến rũ lắm mọi người ơi. Mọi người thấy không, cá lóc trắng tươi, cà rất là ngon, tôm rất là đỏ, chả lụa. Hết hết biết nói gì luôn. bây giờ ăn nha mọi người nha, mời mọi người cùng ăn với mình nha. Nhưng mà hôm nay có một điều rất là đặc biệt. Nói đúng ra là bún mắm mình phải ăn với cái gì đúng mọi người? Mắm tôm, đúng không? Ăn với mắm tôm mới đúng ha. Nhưng mà mình ăn từ nhỏ tới lớn mình không ăn được mắm tôm. Cho nên là mình sẽ ăn với nước mắm mặn. Đó. Đổ vô con cá luôn. Mọi người thấy cái dĩa mắm mặn mình mà mọi người thấy ớt là mọi người thấy hấp dẫn rồi ha. Thấy cái gì nó cũng ngon. Nhất là đang đói bụng đó mọi người. Mọi người biết giờ này là mấy giờ chưa? 11 giờ trưa rồi. Mà nghĩ làm sao chưa ăn sáng luôn. Thì mọi người nghĩ là mình đói tới cỡ nào không? Nhưng mà mình phải để cho mình đói vậy đó mọi người thì mình mới ăn được nha. Còn mà mình không đói mình lên mình ăn á, nó sẽ không có hấp dẫn đâu mọi người ơi. Mọi người cũng ăn với mình nha, còn rất là nóng nha. Xin mời mọi người. Chắc mọi người không thấy nó bốc khói đâu ha, nhưng mà khi mình dở bún này lên thì khói nó, mình vẫn còn thấy nó bốc khói nè mọi người ơi. Mời mọi người nha. Có một con ruồi nó đi lạc. Có một con ruồi nó đang đi lạc mọi người. Nó đi nhầm chỗ. Quá ngon mọi người ơi, xuất sắc. Nóng. Đi chỗ khác chơi đi em ơi. Chỗ này không phải của em đâu. Bún mắm ăn càng ngon ha mọi người ha. Và khi mình nấu bún mắm á mọi người thì sả nhất định mình phải khử nha. Mình phải khử sả nha, cho nó thơm lên á, mình để vào thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều lần so với mình không khử nha. Mình để sả sống vào nha mọi người. Nó nóng. Nó nóng mọi người. Mọi người có tin là chắc cũng khoảng một năm nay rồi đó mình mới ăn bún mắm đó mọi người tin không? Tại vì nhà mình á quanh năm không bao giờ ăn mắm. Cái lý do nhà mình không ăn mắm là do là ông xã mình, bao tử ông xã mình không tốt. Cho nên là nhà mình quanh năm không bao giờ là ăn mắm hết. Nhưng mà hôm nay mình phá lệ. Mình phá lệ mình nấu bún mắm. Mình muốn chia sẻ với mọi người cái cách nấu bún mắm, đặc biệt là có cái củ ngải bún vào. Còn nếu mà mình nấu một cách bình thường thì nói chung bún mắm ai cũng nấu được mọi người, rất là dễ nấu đúng không? Ai cũng nấu được hết á, rất là dễ, không có gì khó hết, rất là đơn giản luôn. Nhưng mà hôm nay lý do mọi người thấy trong cái tô bún mắm mình không có thịt đúng không? Lý do là mới qua Tết còn ngán thịt lắm mọi người ơi. Nói tới thịt là mình ngán ghê lắm. Cho nên là mình quyết định mình không nấu thịt ở trong đây. Lúc sáng mình định mua giò heo về để nấu, nhưng mà mình sợ ăn không nổi. Cho nên thôi mình quyết định cái nồi bún mắm mình hôm nay là không có thịt. Và bún mắm
Nếu mình nấu đúng chuẩn của nó luôn thì nó phải có heo quay nè, mực nè, tôm nè, chả lụa nè. Đặc biệt không thể thiếu đó là cá lóc ha. Đó. Nó phải đủ như vậy mới đúng là gọi là chuẩn của bún mắm. Nhưng mà thôi mình đơn giản, hôm nay mình chỉ nấu ba thứ thôi. Nấu nhiều quá ăn không hết mọi người. Mọi người tưởng tượng nhà mình có bốn người mà ông xã mình lại không ăn mắm nữa. Cái món bún này hôm nay là đảm bảo là ông xã mình sẽ không ăn. Thì khi mà mình để ngải bún vào trong cái nồi mắm của mình thì mình ăn đó mọi người, nó có một cái mùi thơm. Nó làm cho cái nồi bún mắm của mình không còn cái mùi tanh của mắm nữa, của cá nữa ha. Và thay vào đó là một cái mùi thơm nhẹ 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 rất là dễ chịu. Mọi người á, nếu mà chưa từng nấu bún mắm với cái củ ngải bún này á, mọi người hãy tìm ha, ra chợ và mọi người hỏi những người bán ở chợ. Nếu mà tìm được mọi người mua về nấu thử một lần nha. Nấu và ăn thử một lần thì sẽ cảm nhận được. Thôi đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha mọi người. Mọi người nếu yêu thích kênh của mình thì xin mọi người hãy nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông thông báo để khi nào mình có ra video mới nó sẽ báo cho mọi người biết để mọi người vào xem video mới của mình nha. Và nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ để cho mọi người cùng biết và xem kênh của mình nha mọi người. Thôi xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào.